Quyển 80 thứ 15 Bồ Tát Địa, phần 9. 6. Ở trong chánh hạnh an lập sở học của Bồ Tát, chư Bồ Tát đầy đủ pháp trụ, ở nơi nương theo đạo lý thế tục để sở thuyết không liệu nghĩa, không nương kinh điển tương ưng thành phần thừa, đã y nương, đã hành trì, đã được thiện xảo mà lại vượt qua. Lại ở nơi nương đạo lý thế tục tháo nghĩa đế sở thuyết liệu nghĩa, nương kinh điển tương ưng đại thừa, tương ưng tánh không thẳm sâu, lúc siêng tu học gọi là như lý tránh siêng tu học, lúc như lý tránh siêng tu học như vậy gọi là tránh tu hành hạnh trung đạo thủ thắng. Vì cớ sao? Do chánh pháp đây nó khiến như thật thấu suốt 13 hành trung đạo: một, thấu suốt bồ đào già la tánh không; hai, thấu suốt bồ đào già la tánh vô ngã; ba, thấu suốt pháp tánh không; bốn, thấu suốt pháp tánh vô ngã; năm, thấu suốt biên tăng ích; sáu, thấu suốt biên tổn giảm; 7. Thấu suốt pháp hiện quán; 8. Thấu suốt pháp hiện quán hồi hướng tánh đại bồ đề; 9. Thấu suốt hành như vậy, tánh các khổ phiền não không quấy nhiễu tâm; 10. Thấu suốt hải thắng giải vô ngã dài biển; 11. Thấu suốt tánh vô ngã trước là tánh nhân về sau; 12. Thấu suốt đến ngàn mé tánh không; 13. Thấu suốt uy đức của tánh không kia. Sao gọi là thấu suốt bồ đạc giá la tánh không? Do chỗ hiển một chủng tướng không thể đắc. Trong đây không thể đắc tức là không thể đắc ở ba chủng sự: một, sự hữu tình; hai, sự hữu tình sai biệt; ba, sự thọ dụng của hữu tình, hoặc trong hoặc ngoài hoặc giữa hai ngu phu biên kế sở chấp cho là thật ngã, đây đều không thể đắc. Sao gọi là thấu suốt bồ đạc giả la tánh vô ngã? Do chỗ hiểm một tướng khả đắc, trong đây khả đắc tức là ở trong ba sự kia, vì ngu phu biến kế duyên sanh các pháp tánh thật thường trụ thì không thể đắc. Ngu phu kế chấp tánh ngã tướng khác thì đạo lý khả đắc. Sao gọi là thấu suốt pháp tánh không? Chỉ do chỗ hiện một tướng không thể đắc, trong đây không thể đắc tức ở nơi sự kia chấp lấy tánh vô thường, hoặc trong hoặc ngoài hoặc giữa hai ngu phu biến kế sở chấp nguồn thuyết tự tánh, đây đều không thể đắc. Sao gọi là thấu suốt pháp tánh vô ngã? Do chỗ hiện chỉ một tướng khả đắc, trong đây khả đắc tức là ở sự kia đạo lý sở hành thánh trí khả đắc. Lại tức ở kia tự bên trong sở chứng, không thể dùng lời vì người tuyên thuyết. Khả đắc kia có 6 tướng, ở nơi các ngu phu biến kế sở chấp nguồn thuyết tự tánh tướng khác khả đắc. Những gì là 6 tướng? 1. Không thể tự mình tầm tư. 2. Không thể thuyết chỉ 7 người. 3. Vượt quá sở hành sắc căn. 4. Vượt quá tất cả tướng. 5. Vượt quá sở hành thức. 6. Vượt quá sở hành phiền não. Sao gọi là thấu suốt biên tăng ích? Do hai chủng tướng: 1. Vì chỗ hiển ích, chỗ hiển tăng ích sai biệt; 2. Vì chỗ hiển tăng ích tự tánh. Những gì gọi là tăng ích sai biệt tức là về sau có 8 tướng truyền: 1. Tức ở sự kia chấp tăng ích thường; 2. Chấp tăng ích vô thường; 3. Chấp tăng ích thường làm chỗ nương cho chấp tăng ích ngã; 4. Chấp tăng ích vô thường làm chỗ nương cho chấp tăng ích vô ngã; 5. Chấp tăng ích vô ngã làm chỗ nương cho chấp tăng ích tâm chân thật; 6. Chấp tăng ích ngã làm chỗ nương cho chấp tăng ích tâm không chân thật. Đây lại có hai chủng: 1. Chắc chắn; 2. Tìm hiểu. Tìm hiểu tức là chỗ nương biến kế và tương ứng biến kế. Ở trong pháp tạp nhiễm sở đối trị có 5 lỗi lầm, đó là lỗi lầm điên đảo, lỗi lầm hí luận, lỗi lầm phát khởi ác hành, lỗi lầm thô trọng, lỗi lầm tánh vô thường. Ở trong pháp thanh tịnh năng đối trị các lỗi lầm kia: 7. Chấp tăng ích tâm chân thật làm chỗ nương cho chấp tăng ích thiện cho đến chấp tăng ích thành tịnh; 8. Chấp tăng ích tâm không chân thật làm chỗ nương cho chấp tăng ích bất thiện cho đến chấp tăng ích tạp nhiễm. Đây gọi là 8 chủng tăng ích sai biệt. Trong đây Bồ Tát ở nơi các tăng ích kia đều không chấp trước, không khuyến khích, cũng không tán thán người chấp. Những gì gọi là tăng ích tự tánh? Tăng ích sai biệt làm chỗ nương bởi các ngu phu biến kế sở chấp chỗ có ngôi thuyết tăng ích tự tánh, tức ở nơi sự kia mà chấp tăng ích là có. Sao gọi là thấu suốt biên tổn giảm? Do chỗ hiểm một tướng tổn giảm sự thật. Trong đây tổn giảm sự thật tức là ở nơi tà pháp tánh vô ngã phát khởi tin hiểu, rồi chấp trước tất cả chủng, tất cả pháp tướng đều vô sở hữu. Sao gọi là thấu suốt pháp hiện quán? Do ba chủng tướng: 1. Do chỗ hiển tức ở trong sự kia, và sự sanh thứ tư an lập sở trị năng trị hữu vi vô vi tự tánh không thể đắc; 2. Do chỗ hiển kia sai biệt không thể đắc; 3. Do chỗ hiển tức xuyên suốt tu tập kia
do chỗ hiền trí như thật thông đạt. Trong đề tự tánh không thể đắc, tức là các ngu phu biến kế sở chấp tự tánh. Trong đề sai biệt không thể đắc, tức là tự tánh kia hoại diệt, sanh khởi tích tập thành hai phần không thể đắc. Trong đề trí thông đạt, tức là tướng tự tánh kia, không do tác ý, không do gia hạnh tự trạch mà bên trong tự chứng trí thông đạt. Sao gọi là thấu suốt pháp hiện quán, hồi hướng tánh đại bồ đề, do chỗ đắc một chủng tướng tự trạch, đó là vì năng trị sở trị không đoạn trừ. Trong đây năng trị và sở trị tức là không thì phiền não đối trị, vô nguyện thì hữu nguyện đối trị, vô tướng thì các tướng đối trị. Tất cả như vậy gọi là không tạo tác. Chỗ gọi là niết bàn diệt hành vô tự tánh đây, thì nghiệp hậu hữu đối trị cũng là sanh thần lưu chuyển, sanh sát na lưu chuyển đối trị. Đây lại lấy sanh tử lưu chuyển làm sở đối trị. Nếu chưa Bồ Tát do đối trị đây nên khỏi tự trạch không đoạn sở trị. Đây do bì mẫn đối với các chúng sanh mà hy cầu đại bồ đề. Sao gọi là thấu suốt hành như vậy, tánh các khổ phiền não không quấy nhiễu tâm, do một chủng tướng đó là tuy không vĩnh viễn đoạn trừ pháp sở đối trị, mà năng như thật thông đạt. Trong đây như thật thông đạt tức là ở nơi pháp kia, do nương giả hạnh pháp vô ngã, mà quán tự tánh kia, không nhiễm không khổ. Sao gọi là thấu suốt sai biệt, do bốn chủng tướng. Một, do chỗ hiển khiến kiến sai biệt. Hai, do chỗ hiển tức đây tổn giảm sai biệt rất xa. Ba, do chỗ hiền ở nơi đoạn mê lầm sai biệt. Bốn, do chỗ hiền ở nơi tâm mê lầm sai biệt. Trong đời kiến sai biệt tức là trụ bồ đặc giả la vô ngã và niết bàn, ở đường lai đoạn diệt thân sanh khởi tăng thượng mạng, lại do ở nơi sở thủ năng quán sát, do ở nơi năng thủ ngôn thuyết tự tánh rốt ráo xa lìa nhiếp vào tánh không mà không quán sát, gọi là chẳng khéo quán sát cảnh giới sở trì, do chấp trước các pháp nên mong cầu đoạn diệt phiền não. Chư Bồ Tát thì chẳng như vậy. Trong đây tồn giảm sai biệt rất xa, tức là trụ bồ đặc giả là vô ngã, dị sanh ở trong ngã kiến đã hạ liệt, lại càng hạ liệt, do hai nhân duyên là do không giải thoát khổ và do an trụ khổ, do đây nên trước sau sanh khởi hai chủng lỗi lầm chấp trước. Chư Bồ Tát thì không như vậy. Trong đây ở nơi đoạn mê lầm sai biệt, tức là trụ bồ đặc giả là vô ngã, mà do chấp pháp vô ngã, vô tự tánh liền sanh hãi sợ, cho là không có môn thuyết tự tánh truy cầu đoạn diệt. Chư Bồ Tát thì không như vậy. Trong đây ở nơi tâm mê lầm sai biệt, tức là trụ bồ đặc giả là vô ngã, vì ở nơi đoạn mê lầm như trên đã nói, bên trong tự biến kế phát khởi cảnh giới là chỗ điên đảo của tưởng điên đảo. Chư Bồ Tát thì không như vậy. Sao gọi là thấu suốt tánh nhân, do hai chủng tướng. Một, do chỗ hiển quan sát năng thủ. Hai, do chỗ hiển như thật thông đạt kia. Trong đây quán sát năng thủ tức là quán sát trí vô ngã đây, vì xa lìa ngôn thuyết tự tánh, vì xa lìa phân biệt kia, vì tướng nên xả, vì có sát na. Trong đây như thật thông đạt kia tức là quán sát hai chủng sở thủ và năng thủ, nhìn lý tác ý tư duy làm nhân, mỗi mỗi riêng bên trong chứng đắc nên quyết định trí sanh khởi. Sao gọi là thấu suốt đến ngẩn mé tánh không, do một chủng tướng tức pháp trí vô ngã kia như thật hiện hiện. Trong đây như thật hiện hiện tức là vì hiện hiện tương tự tướng nghiệp phiền não, vì pháp không thể nói bàn, vì liền ngôn thuyết tự tánh, vì như vậy không chấp trước, vì có sát na. Sao gọi là thấu suốt uy đức của tánh không kia, do chỗ hiện một chủng tướng đó là đối trị đoạn nghiệp phiền não. Trong đây đoạn tức là sát na tưởng quang minh sanh, năng đoạn tất cả các nghiệp phiền não từ vô thủy tích tập đến nay. 7. Thanh văn có bao nhiêu chủng, sở học thanh văn và sở học Bồ Tát có gì sai khác? Thanh văn có 4 chủng, sở học thanh văn và sở học Bồ Tát nên biết có 13 chủng sai khác. Những gì gọi là 4 chủng thanh văn? 1. Thanh văn biến hóa. 2. Thanh văn tăng thượng mạng. 3. Thanh văn hồi hướng Bồ Đề. 4. Thanh văn một hướng hướng đến tịch tịnh. Thanh văn biến hóa vì muốn hóa độ, do hóa độ các hữu tình kia hoặc trừ Bồ Tát hoặc trừ Như Lai hóa làm thanh văn. Thanh văn tăng thượng mạng chỉ do Bồ Đặc Giả La an trụ vô ngã trí, lại chấp trước đả pháp vô ngã trí mà kế chấp cho là thành tịnh. Thành phần hồi hướng Bồ Đề, từ bản lai là chủng tánh từ bi rất yếu kém, do được thân cận gần gũi chư Như Lai ở trong Phật pháp rộng sâu, khởi tưởng có công đức rộng lớn nên huân tu tường tục, tuy đạt đến rốt ráo trụ ở vô lậu giới mà mong gặp được chư Phật phương tiện khải thị dẫn nhập giác ngộ. Do nhân đây bèn năng phát khởi hướng đến Bồ Đề rộng lớn, tùy vị kia năng phát khởi hướng đến Bồ Đề rộng lớn như vậy, nhưng do tập quen vui thích tịch tĩnh nên ở nơi gia hạnh vị đầy thành rất trì trệ, không như người mới đầu phát tâm có chủng tánh Phật. Thành văn một hướng hướng đến tịch tĩnh từ bản lai
là chủng tánh từ bi vô cùng yếu kém, vì một hướng trái bỏ việc lợi ích chúng sanh, vì sợ hãi sâu đối với khổ sanh tử, chỉ ăn đập ý là sẽ an trụ cho giáo niết bàn, không thể phát tâm hướng đến đại bồ đề. Như hai phương tử cùng sanh trong cung đều bình đẳng thọ diệu dục khoái lạc ở vương cung. Phương tử thứ nhất cùng vô luận bàn việc nước, khéo léo cai trị, khéo biết các việc. Phương tử thứ hai thì chẳng vậy. Do đây mà năng phân biệt sự khác nhau của hai phương tử, chẳng phải nương vào sự thọ dụng khoái lạc mà có thể biết. Như vậy ở trong vô lậu giới, chúng chư Bồ Tát và Thanh Văn một hướng hướng đến tịch tĩnh nên biết có 13 chủng sai khác. Một vì ý lạc, hai vì huân tập thành tựu pháp bạch, ba vì huân tập thành tựu trí, bốn vì chủng loại, năm vì chủng tánh, sáu vì trì chủng, bảy vì gia hạnh, tám vì oai đức, chín vì chánh hạnh, 10 vì phước điền, 11 vì thù thắng sai biệt, 12 vì nhân quả, 13 vì nương sanh sai biệt. Thành và một hướng hướng đến tịch tĩnh vì ở trong việc hành các hạnh tạp nhiễm, năng làm lợi ích hữu tình, một hướng trái lìa xả bỏ, một hướng ý vui an trụ tịch tĩnh. Bồ Tát tuy có cấu nhiễm mà trái với thành phần kia, lại thành phần kia chỉ vì tự thân được tăng trưởng nên pháp bạch nhỏ hẹp. Bồ Tát vì vui muốn khiến tất cả hữu tình được tăng trưởng pháp lạc nên pháp bạch vô lượng. Lại thành phần kia huân tập thành tựu trí vô vi, chỉ vì trừ khiển phiền não của tự thân. Bồ Tát chẳng vậy, pháp vì tất cả các loại hữu tình ở mười phương cõi giới. Lại thành phần kia tuy duyên pháp cảnh, giải thoát vì diệu thủ thắng, đắc ý huân tập thành tựu, nhưng chẳng phải là còn Phật. Bồ Tát tùy duyên pháp cảnh các hành hữu tình hạ liệt để tác ý huân tập thành tựu, nhưng là còn Phật. Lại thanh văn kia tùy sinh tinh tấn ở nơi các đế thiện xảo tâm khéo an định, nhưng vì không thành tựu chủng tánh tướng Phật, nên chư Phật Thế Tôn không khám nhiếp thọ, chư Bồ Tát trái với tướng kia. Lại thanh văn kia đến rốt ráo cần tùy thành thục, nhưng ở đời tương lai không năng làm Phật sự, Bồ Tát sơ tâm sát na sanh rồi, liền năng tạo làm các việc lợi ích. Lại thanh văn tùy đến rốt ráo mà chư thiên loài người thảy không vì vị kia cúng dường khen ngợi tán thán. Không như Bồ Tát mới bắt đầu sự nghiệp tu hành, tùy chưa đến địa vị rốt ráo nhưng uy đức cùng với trí tuệ năng chiếu sáng phủ trùm tất cả thành phần độc giác. Lại thanh văn kia lương dược trí huệ năng trị bệnh nghiệp phiền não, tùy thành tựu viên mãn mà không thể trị bệnh phiền não của chúng sanh. Chư Bồ Tát trái lại bởi năng tu hành lợi ích người nên làm các việc có nghĩa lợi ích thủ thắng. Lại thanh văn kia tùy đến cứu cánh trí quang minh soi chiếu các hữu tình, nhưng chẳng phải phước điền chân thật của chư thiên cùng các thế gian như chư Bồ Tát chưa tận phiền não. Lại thanh văn ở trong tất cả thời chỉ vượt thắng nhất ở thời có Như Lai, chư Bồ Tát ở trong chúng tối thắng chỉ càng thêm tối thắng, vì Bồ Tát kia ở nơi đây huân tập mà thành tựu. Lại do hai duyên nên biết Bồ Tát thủ thắng hơn, một vì năng thành thục các hữu tình, hai vì năng thành thục các Phật pháp. Do nhân duyên đầy tùy theo sự thành thục các loại hữu tình năng khiến họ giải thoát mà cảm được quả Bồ Đề. Thế như có người năng có giác huệ biện biệt thuần thục rất kỳ đặc, không phải người kia ngay lúc đầu tự nhiên có được thực dụng ấy, trong đầy đạo lý nên biết cũng vậy. Lại thanh văn kia tùy một hướng thọ học tu hành nhân pháp thành tịnh cũng nhiếp thọ vô lượng bạn lành mà không thể dẫn phát quả đại bồ đề. Chúng chư Bồ Tát trái với tướng kia mà năng dẫn phát. Lại các thành phần nương Bồ Tát mà được sanh, không phải chư Bồ Tát nương thành phần kia. 8. Bồ Tát khéo học sở hữu trí thế gian, xuất thế gian, năng làm việc lợi ích người. Chư Bồ Tát ở khắp mười phương hoặc du hành qua các thế giới, hoặc du hành qua các quốc độ, hoặc du hành trải qua các kiếp sống, hoặc khuyến thỉnh người làm đại lương y, khéo năng trị bệnh phiền não quỷ mị bám níu, khiến hữu tình chìm đắm tuyên thuyết ba đạo học thành tịnh. Sao gọi là thế gian trí, tức là chỗ có tạp nhiễm, nếu ở phẩm thô thì đang dùng dừng dứt để đối trị, nếu ở phẩm trung thì đang dùng chế phục để đối trị. Tạp nhiễm phẩm thô là người tại gia hành nương tánh tham hành, sân hành, si hành, những người xuất gia nương theo tánh thấy và nương theo tánh tác ý bất chánh, về sau nương theo tánh hữu nguyện, do bốn điên đảo chung và riêng nên lượng theo tánh không phải giải thoát chấp cho là giải thoát. Tạp nhiễm phẩm chung vì đã trần tránh đoạn trừ tạp nhiễm phẩm thô, mỗi mỗi dục đối trị riêng làm chỗ nương. Nếu ở các cảnh giới nương tánh tham sân si chuyển, liền ở nơi sở duyên kia trần tránh buộc tâm, khiến tâm tán loạn được an định, lại phải tinh cần tu tập pháp bồ đề phần mới năng chế phục. Nếu không được cảnh giới đây mà tự thị cao cử,
liền ở đây sở duyên buộc tâm khiến an trụ dũng mãnh tỉnh tấn. Từ đây ở nơi an trụ năng chân tránh nhiếp thọ, do an trụ nhiếp thọ nên ở trong từng tục huân tập, trong niệm chuyển theo phiền não liền năng chế phục. Từ đây vì đoạn pháp sở trị xuất thế gian nên đương theo đối trị, được khiến an trụ kiên cố. Từ đây lại năng hàng phục các duyên ngu phát khởi, đó là ngu bồ đào già la tánh vô ngã và ngu pháp tánh vô ngã. Từ đây năng đối với tà đạo chánh đạo đều được quyết định phân minh. Do đây ở nơi tạp nhiễm tương ứng phẩm thô, trí năng dùng dừng dứt để đối trị. Ở nơi tạp nhiễm tương ứng phẩm trung, trí năng dùng chế phục để đối trị. Đây gọi là thế gian trí. Sao gọi là xuất thế gian trí? Đã chế phục các tham sân si triền, các tạp nhiễm như vậy rồi, lại năng đối trị sở hữu tạp nhiễm tùy miên vi tế, chân thật trí đây gọi là xuất thế gian trí. Lại nghĩa đây thế nào? Tức là nương ba xứ thiện xảo để chế phục đối trị. Đó là duyên khởi thiện xảo, thắng giải bồ đặc giả là vô ngã thiện xảo và thắng giải pháp vô ngã thiện xảo. Vì muốn vượt qua tạp nhiễm không sót thừa, đối trị bốn chủ vô trí, không đợi người dạy, mà ở bên trong tình cần quan sát tâm mình, bốn vô trí gồm A. Vô trí ở nơi cộng tướng. B. Vô trí ở nơi tự tướng. C. Vô trí ở nơi tướng tạp nhiễm. D. Vô trí ở nơi tướng thành tịnh. A. Do ba chủng tướng nên biết cộng tướng của tâm. 1. Vì ở nơi duyên sanh không hiện tại tiền không tác dụng. 2. Vì ở hiện tại chỉ một sát na không tác dụng. 3. Vì tự duyên tham mà sanh chẳng phải do tâm tạo tác. B. Do ba chủng tướng nên biết tự tướng của tâm. 1. Vì tự tánh không thể đắc. 2. Vì do sáu chủng tướng như thật khả đắc. 3. Vì sở đắc trí của tất cả bậc thánh không có sự sai khác. C. Do ba chủng tướng nên biết tướng tạp nhiễm của tâm. 1. Vì sanh. 2. Vì chuyển. 3. Vì hành. Ở trong các đường vì chủng chủng tự thể sanh gọi là sanh tạp nhiễm. Tức ở trong sanh đây, vì sát na tự nhiên có lưu chuyển, vì tất cả sở duyên khó hết chuyển chuyển hàng phục. Vì là chỗ chuyển của thế lực tham ái gọi là tạp nhiễm chuyển. Hoặc ở hành kia, hoặc hành như vậy gọi là tạp nhiễm hành. Đó là hoặc có lúc hành thiện, như có lúc an ổn trong thiện, tức tiền xả bỏ suy nghĩ tìm cầu điều xấu. Hoặc có lúc hành bất thiện, như có lúc hành bất thiện hiện tiền, ở trong khó khăn và suy thạnh, bị sự phiền não của thương và ghét quấy nhiễu. Lại vì trôi theo thế lực phóng dật khiến tất cả việc làm lành thiện căn bản đều bị tổn hoại. Hoặc có lúc hành trong cảnh giới, như có lúc về quá say đắm cảnh sắc, tùy ở nơi lợi ích của cam lộ giới, lớp lớp tư duy chọn lựa mà khó thể an lập. Hoặc có lúc hành gây tạo nghiệp, như có lúc thuận theo pháp lạc, hiện hành tăng thượng, hoặc lại tự mình sanh khổ đã trừ hoại diệt các lạc, đây không do chấp trước mà chỉ do điên đảo. Do đây tự thân dẫn phát nhiều khổ, không biết nhàm chán thấy đủ. Hoặc có lúc hành phiền não, lại ở nơi phiền não mà hành tham sân, không quyết định, không phải tức ở trong đây hành có tham rồi, lại hành không tham. Hành không tham rồi, lại hành có tham. Như vậy, ở trong nghĩa tạp nhiễm đây nên biết, hiện bày sự ấy bằng các thí dụ giả lập. D. Do ba trường tướng nên biết tướng thành tịnh của tâm. 1. Vì tướng không thể đắc. 2. Vì tướng vô vi. 3. Vì tướng chủ tánh. Tướng không thể đắc, nếu không như lý siêng tu riêng khác mà cầu tâm thành tịnh, thì không thể chứng đắc. Nếu do lý siêng tu liền năng chứng đắc, tướng vô vi chẳng thể quan thấy ngôn thuyết tự tánh để thấy tướng chân như. Tướng vô vi đây do quan sát chín chủng tướng. 1. Vì chẳng hành đòi. 2. Vì chẳng phải như ở diệt tận định ngôn thuyết tự tánh không thể đắc. Vì tướng chân như khả đắc, tức là tướng không hai. 3. Vì chẳng phải tướng thân sanh. 4. Vì vượt quá tướng tự tánh nhân của thân sanh. 5. Vì vượt quá sanh đường lai. 6. Vì vượt quá chết. 7. Vì vượt quá sát na chuyển chuyển không xa lìa. 8. Vì vượt quá các đường chuyển đổi. 9. Vì vượt quá nghiệp phiền não hành. Tướng chủng tánh nên biết là tướng của cõi vô học, ở trong hiện pháp vượt quá năm sự. 1. Vượt quá sở tác. 2. Vượt quá chẳng phải sở tác. 3. Vượt quá sở tác giả hại. 4. Vượt quá sở tác chẳng phải giả hại. 5. Vượt quá chẳng phải sở tác giả hại. Ở trong hậu pháp vượt quá sáu sự. 1. Vượt quá năng phát khởi hành hậu hữu. 2. Vượt quá hành hậu hữu kia. 3. Vượt quá quả của kia sạch. 4. Vượt quá nương suy thạy của kia. 5. Vượt quá trong tất cả vô ký động chuyển của sở y kia, tu học mong muốn thọ dụng. 6. Vượt quá sở y tự thể sai biệt của kia. Cũng do 4 vị và 9 tướng nên biết tướng chủng tánh. 4 vị. 1. Vị không thành tịnh. 2. Vị thành tịnh. 3. Vị thông đạt.
bốn vị cứu cánh. Chín tướng, một hoặc ở vị không thành tịnh, tức vị ở khắp tất cả tướng thuận theo đó mà hành, thí như hư không. Hai, hoặc ở vị thanh tịnh, thì duy chỉ một vị bình đẳng và thân tâm xa địa. Ba, hoặc ở vị thông đạt, thì thuận theo hướng đến rốt ráo, do tất cả phiền não tự tánh, lìa hệ buộc, lìa cấu nhiễm, siêu vượt các thân và siêu vượt kia làm căn bản của các kiến, hướng đến ác. Bốn, hoặc ở vị cứu cánh, thì thành tựu trọn vẹn an lạc và siêu vượt ba chủng biến hoại. Những gì gọi là ba chủng biến hoại? Một, biến hoại do lão tử. Hai, biến hoại do xứ tiền đảo. Ba, biến hoại do thối thất thành tịnh. Chín, sở học thanh văn ở trong dạy trào Bồ Tát. Về các tham yêu tỉ nại gia chính là gia hạnh tăng thượng giới học. Về tác ý yểm họa chính là gia hạnh tăng thượng tâm học. Về bộ đạo gia la tánh vô ngã hoặc pháp tánh vô ngã chính là gia hạnh tăng thượng tuệ học. Trong đây tham yêu chính là năng phát khởi vi phạm. Lại do bốn tướng đây, như đang không trừ khiển, như đã không trừ khiển, như đang trừ khiển, như đã trừ khiển, nên biết tự tâm không như lý tác ý phát khởi tham dục, thân kiến cùng với sân khỏe. Hoặc do cảnh giới hoặc lại do người mà khởi kế chấp hư vọng, như vậy gọi là đang không trừ khiển. Hoặc do cảnh giới hoặc do người làm những việc không nhiều ích mà bị dẫn đoạt, như vậy gọi là đã không trừ khiển. Do một đầy không trừ khiển nên biết một kia cũng không trừ khiển. Do một đầy trừ khiển nên biết một kia cũng lại trừ khiển. Lại nếu không trừ khiển, tùy trụ luật nghi đối với hy tăng thượng giới vẫn còn gọi là hủy phạm, huống là an trụ bất luật nghi. Lại tăng thượng tâm học, thì nơi sở duyên canh tán loạn lao sao là năng chướng ngại. Lại nếu nương bồ đạc giả là vô ngã mà tu tăng thượng tuệ thì thân kiến là năng chướng ngại. Nếu nương pháp vô ngã mà tu tăng thượng tuệ thì phân biệt kế chấp phược tự tánh sai biệt là năng chướng ngại. Ở trong ba học tránh tu trừ khiển có 8 chủng trái ngược pháp học và có 8 chủng thuận theo pháp học. Những gì là 8? Một, vì đắm trước hoang đường. Hai, vì đắm trước nên phược. Ba, vì phược nên chướng ngại. Bốn, vì chướng ngại nên cấu nhiễm. Năm, vì cấu nhiễm nên tài hoại. Sáu, vì tài hoại nên ung nhọt. Bảy, vì ung nhọt nên nhiệt não. Tám, vì nhiệt não nên các bệnh phiền não khó thể trị liệu. Trái vị tướng đây nên biết, tức là 8 chủng thuận theo pháp học. 10. Sa môn không khéo học nên biết có 3 chủng. 1. Không nghĩ tưởng đến việc của sa môn. 2. Hình tướng tương đồng. 3. Quỹ tắc chánh mạng thọ dụng gia hạnh giới kiến ý lạc đều không tương đồng. Nếu tu tập đang hướng đến vật nuôi thân thì hình tướng tương đồng là tăng thượng giới, hình tướng tương đồng là tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ, không tương đồng là hành ý lạc. Nếu hướng đến danh tiếng thì hình tướng tương đồng là chi Samatha, hình tướng tương đồng là chi Tỳ Bát Xá Na, hình tướng tương đồng là đồng tu cả hai chi, hình tướng tương đồng là tương đương của cả hai chi, không tương đồng là ý lạc. Lại do ba chủng tướng nên biết sa môn kia được gọi là không đúng như nghĩa. Một, ý lạc suy tổn gia hạnh đầy đủ. Hai, ý lạc đầy đủ gia hạnh suy tổn. Ba, ý lạc suy tổn gia hạnh suy tổn. Trong đầy ý lạc suy tổn gia hạnh đầy đủ lại có ba chủng. Một, năng lắng nghe chỉ vui đủ ở nơi việc đây. Hai, năng thuyết chỉ vui đủ ở nơi việc đây. Ba, năng chứng tà ma địa thế gian mà sanh ái vị chỉ vui đủ ở nơi việc đây. Nếu là sa môn học thiện, chỉ có một hướng, chỉ có một tướng, nên biết đó là ý lạc đầy đủ, gia hạnh đầy đủ. 11. Sa môn khéo học nên biết có 4 chủ tướng. 1. Vì gia hạnh. 2. Vì ý lạc. 3. Vì thông đạt. 4. Vì hướng đến cứu cánh, tức là ở trong hiện pháp vì gia hạnh nhàm chán, họa hoạn. Ở đời trước vì gia hạnh tương tục thành thục, do đây nên gia hạnh viên mãn. Vì ý lạc thắng giải pháp vô ngã hoặc điều nên đắc hoặc chỗ nên đắc. Vì ở nơi hành ôn thuyết tự tánh đầy không chấp trước. Vì ở nơi ý thú nghĩa trần tránh tìm hiểu. Vì không chỉ thuận theo ngôn từ, do đây nên ý lạc viên mãn. Vì đối với pháp chân như không duyên trí người mà năng thông đạt tự tánh không tạp nhiễm. Vì tự tánh trói buộc của bảo thế tục, sự quý báu của thế tục và sanh tử thế tục giải thoát niết bàn đều vô sở đắc, do đây nên thông đạt viên mãn. Vì đã khéo tu tập đối trị tất cả tạp nhiễm, lại ở nơi chân như không đạo trường hoại diệt. Vì năng thắng phục, do đây nên hướng đến cứu cánh viên mãn. 12. Trụ thế tục luật nghi nên biết có 4 chủng tướng tùy thành tựu 6 trì giới mà do 2 chủng tổn hại khiến tổn hại giới. Đó là 1. Do thân kiến truyền. 2. Do ở nơi hủy phạm ra khỏi xa lìa không thể rõ biết.
Tuy xa lìa hai chùm lỗi lòng đầy, nhưng chưa đắc thanh tịnh đoạt nghi thế gian nên không thể chế phục thân kiến. Tuy đã đắc thanh tịnh đoạt nghi thế gian, đã chế phục thân kiến, nhưng không tổn giảm, thường xuyên tập pháp tánh vô ngã do để sợ hãi tổn hại giới. Tuy xa lìa tất cả lỗi lầm còn sót lại, nhưng bị tà hiểu biết pháp vô ngã và tăng thượng mạng nên tổn hại giới. 13. Trụ thắng nghĩa luật nghi. Sự thành tựu của luật nghi xuất thế gian đầy không tương ưng tất cả phiền não, năng đối trị phiền não bạc cõi, lại ở trong bốn chủng trụ luật nghi. Nếu các pháp lý luận hiện khả đắc năng tịch tĩnh tướng kia, nên biết đây gọi là vô lậu giới. Sao gọi là các pháp lý luận ở trong trụ luật nghi ban đầu, hoặc chấp ngã khả đắc, hoặc chấp ngã sở, hoặc tạo tác vi phạm, hoặc không tạo tác kia, hoặc thực hành ra hạnh tư, hoặc chẳng phải ra hạnh kia, hoặc tránh biết mà hành, hoặc không hành kia, hoặc thất niệm mà hành, hoặc không hành kia. Ở trong trụ luật nghi thứ hai, hành truyền theo phẩm thô trọng thân kiến, hoặc danh khả đắc, hoặc sắc khả đắc, hoặc tướng danh tương lai, hoặc tướng không hiện tại, hoặc chuyển tịch tĩnh, hoặc tùy miên, nên kia không tịch tĩnh, hoặc chấp bồ đặc giả là vô ngã, hoặc xả bỏ chấp bồ đặc giả là, hoặc tức ở trong chấp bồ đặc giả là vô ngã kia kế chấp tánh, hoặc không kế chấp tánh, hoặc do đây nên ở trong sắc chấp hữu tình, hoặc giả sử chấp thiện khen ngợi kia, hoặc năng giả sử tầm ngữ, giả sử khen ngợi chấp thiện. Ở trong trụ luật nghi thứ ba, hoặc vì sanh thượng nên thế gian, hoặc vì hạ xả nên chẳng phải thế gian, hoặc y nương tam ma địa, hoặc nương các dục, hoặc ỷ dựa giới của mình, hoặc khinh miệt giới của người. Ở trong trụ luật nghi thứ tư, hoặc kế chấp giới của tà thành tịnh, hoặc do phân biệt tự tánh sai khác, phân biệt giới luật. Hết thảy các pháp lý luận như vậy, ở trong vô lậu giới tất cả đều tịch tĩnh, lại tức nghĩa đây tương ứng cùng nương ba học thành tịnh, nên biết thuyết là giả đà. Vì chân cấu mỏng nhẹ, vì nhất thọ thiện sĩ không hoại mất, nên biết đây thành tựu tương lương phước đức. Vì ở nơi xứ thẳm sâu phát khởi thắng giải, nên biết khiến thành tựu tương lương trí tuệ. Do hai nhân duyên khiến thâm nhập lời dạy của Như Lai: một, do pháp trụ trí nên tiểu biệt sâu xa; hai, do chân thật trí nên được khéo léo quyết định. 14. Phương tiện điều phục của chư Như Lai, đây có hai chủng: một, vì tự thể đồng phận; hai, vì thắng giải đồng phận. Lại thị hiện đồng phận vì khiến tâm an trụ lãnh thọ lời dạy, và vì nương dạy trao mà ra khỏi xa lìa. Lại ra hạnh chân chánh dạy dẫn dạy trao thành tịnh có bốn chủng: một, dạy dẫn trong việc ở nơi thanh tịnh tạp nhiễm nhằm sợ chuyển y; hai, dạy dẫn khiến xa lìa nhân duyên tạp nhiễm; ba, dạy dẫn khiến xa lìa nhân duyên nhằm sợ thành tịnh; bốn, dạy dẫn khiến già hạnh hiện pháp lạc trú bậc nhất. Trong đây nhân duyên tạp nhiễm có hai chủng: một, trong nguồn thuyết thế hết tục tự tánh phân biệt kế chấp tự tánh tạp nhiễm; hai, do phân biệt kế chấp công đức lỗi lầm sai biệt của kia. Do hai chủng tướng để biết nhân duyên nhảm sợ đạo thanh tịnh: một, do phân biệt ở trước sau đạo thanh tịnh tạp nhiễm; hai, do phân biệt xa lìa tạp nhiễm. Do hai chủng tướng nên biết nhân duyên nhảm sợ đối với niết bàn thanh tịnh: một, do chấp môn thuyết thế tục tự tánh; hai, vì ở trong tưởng tăng ngữ niết bàn phải tưởng tâm sở hữu, lại vì ở nơi tịch tĩnh phải tưởng tâm sở hữu, hoặc vì tưởng tăng ngữ khắp rõ biết, đều xa lìa hai nhân duyên như vậy, nên biết đây là trụ gia hạnh dạy dẫn bậc nhất. 15. Ngôn ngữ mật ý là trí tướng không hai. Trí tướng đây tức năng ngộ nhập tất cả ngôn ngữ mật ý. Sao gọi là tướng không hai? Vì các danh lời đặt đẻ cho tất cả sự việc tự tánh của chúng không chỗ có. Vì sở hành của tưởng huân tập các danh lời kia tự tánh chẳng phải có, đây thuyết là không hai. Ở nơi không hai đây mà khởi chấp hai gọi là tạp nhiễm, nếu không chấp hai gọi là thành tịnh. Lại vì tất cả danh lời đặt đẻ cho tất cả sự việc do nguồn thuyết thế tục nên sở hành của tưởng huân tập danh lời tự tánh chẳng phải không chỗ có. Vì sở hành của trí huân tập kia tự tánh chẳng phải có, đây thuyết là không hai. Ở nơi không hai đây mà khởi chấp hai gọi là tạp nhiễm, nếu không chấp hai gọi là thành tịnh. Do tướng không hai đây nên biết hộ nhập tất cả ngôn ngữ mật ý Như Lai. Trong đây do năm chủng tướng gọi là luận viên mãn, tức trong dạy trao do năm chủng tướng gọi là quả viên mãn, do năm chủng tướng gọi là quả thắng lợi viên mãn, nên biết đều nương ngôn ngữ mật ý. Sao gọi là do năm chủng tướng gọi là luận viên mãn, hoặc do tuyên thuyết tướng đây, hoặc là tuyên thuyết, hoặc sở tuyên thuyết, hoặc tuyên thuyết như vậy, hoặc tuyên thuyết kia, như vậy viên mãn.
Sao gọi là do năm chủng tướng gọi là quả viên mãn, hoặc vô dư ý niết bàn giới, hoặc hữu dư ý niết bàn giới, hoặc viên mãn thánh đạo, hoặc thắng nội oán, hoặc thắng ngoại oán, như vậy viên mãn. Sao gọi là do năm chủng tướng gọi là quả lợi ích thủ thắng viên mãn, tức là cúng dường đại sư, báo ân tín thí, vượt khổ sanh tử, không thối chuyển đời tánh phước điển, từ pháp hóa sanh, gọi là con Như Lai, y chỉ Như Lai. 16. Lợi ích thủ thắng của thắng giải trong tạng dạy trò Bồ Tát. Đây do năm chủng tướng. Một, khi kiến lập nhân, tức ngầm soi, chiếu, khiến nhân tăng thượng triều cảm giàu sang lớn. Hai, do chuyển y. Ba, do ở xứ đầy tác thuyết về khí. Bốn, do người tác thuyết khí. Năm, do lúc giả thân được thấy nghiệp thành tịnh. Do năm chủng tướng nên biết ngầm soi chiếu, khiến nhân tăng thượng triều cảm giàu sang lớn. Chỗ gọi nhân đây, vì năng dẫn quả có lượng, vô lượng, vì pháp có tận, vô tận, vì triều cảm lạc rộng lớn, không rộng lớn, vì tự tánh trí, tư lương trí, vì do đây, năng dẫn kia. Lại do xa lìa, sáu chủng lỗi lầm của thân hành. Những gì gọi là sáu chủng lỗi lầm? Một, lỗi lầm của tướng ưu sầu. Hai, lỗi lầm do không hiểu biết, luôn luôn huân tập. Ba, lỗi lầm do hai chủng tướng oai nghi. Bốn, lỗi lầm do ba chủng tướng kính sợ. Năm, lỗi lầm do hai chủng tướng ác lý sắc trá. Sáu, lỗi lầm do thân không điều nhu. Lại ở tướng vui mừng vấn an, nên biết xa lìa năm chủng lỗi lầm của ngữ hành. Những gì là năm chủng lỗi lầm? Một, lỗi lầm do khiếp sợ. Hai, lỗi lầm do thổ lỗ. Ba, lỗi lầm do xả bỏ loài Phật, tạo tác khí luận không tương ứng. Bốn, lỗi lầm do không tán thán Như Lai. Năm, lỗi lầm do đối với người đồng pháp không mở lời khuyên dân. Lại lúc ký biệt điều đã thấu đạt, xa lìa năm chủng lỗi lầm của ngữ hành. Những gì gọi là năm chủng lỗi lầm? Một, lỗi lầm do bị thất niệm ở nơi điều chứng đắc. Hai, lỗi lầm do ngôn ngữ trước sau trái nhau. Ba, lỗi lầm do đạo lý trái nhau. Bốn, lỗi lầm do kính tình thánh giáo của trách chư thiên. Năm, lỗi lầm do chê bài Như Lai. Lại ra lìa năm chủng lỗi lầm của ý hành. Đường nghĩa hiện pháp có bốn chủng trước, đường nghĩa hậu pháp có chủng thứ năm. Những gì gọi là năm chủng lỗi lầm? Một, lỗi lầm do không nhẫn, vì ở nơi các việc không nhiều ích ở hiện tại và quá khứ không thể nhẫn thọ. Hai, lỗi lầm do che giấu và do ác tác thiểu não. Ba, lỗi lầm do tham nhiễm, vì hy cầu các dục và thọ dụng, vì hy cầu xa lìa oán. Bốn, lỗi lầm do lạc mất chánh niệm, vì nhiếp thọ tà kiến và tầm mê lạ đối với gia hạnh đoạn. Năm, lỗi lầm do kỷ nguyện, vì tự khinh mình, xa lìa sự gia trì rộng lớn của chư Phật Bồ Tát, xa lìa nguyện vi diệu quốc độ của chư Phật, vì ý lạc nhỏ bé dẫn phát pháp của chư Phật, vì ở tất cả pháp thế gian thủ thắng hưởng thạnh sai biệt, lại khỏi kiêu mạn và vì nguyện kia. Và trong phần biệt tạng dạy trò Bồ Tát, vô lượng sự nêu ra giải thích lợi ích thủ thắng của thắng giải, nên biết lợi ích thủ thắng của thắng giải có vô lượng vô số. Trong địa đây, văn quyết trạch còn lại không hiện nói thêm. Thứ 16, hữu dư y địa. Thứ 17, vô dư y địa. Như vậy đã thuyết quyết trạch Bồ Tát địa, này ta sẽ thuyết quyết trạch hai địa là hữu dư y và vô dư y. Ốt Đà Nam nói, đề hệ cùng thọ hành, chuyển y trụ sai khác, có thường lạc thủ thắng, tánh khác tự tại thảy. Hỏi, và trong hữu dư y niết bàn giới lúc hiện tại chuyển, nên nói là lìa hệ buộc hay nên nói là không lìa hệ buộc của tất cả phiền não? Đáp, nên nói là lìa hệ buộc. Hỏi, ở tất cả khổ, nên nói là lìa hệ buộc hay nên nói là không lìa hệ buộc? Đáp, nên nói cũng lìa hệ buộc, cũng không lìa hệ buộc. Vì cớ sao? Nếu vị này sanh sở hữu các khổ, nên nói lìa hệ buộc. Nếu hiện tại sanh sở hữu các tầm khổ, cũng nên nói lìa hệ buộc. Nếu hiện tại thần đang bị đói khổ, khát khổ, các giới của thân không điều hòa khổ, thời tiết biến chuyển khổ và sở hữu tất cả bức bách của khổ khát, nên nói là không lìa hệ buộc. Đây do hành hiện tiền, không do sự trói buộc của các phiền não. Hỏi, tất cả chư A-la-hán đều đắc tâm tự tại, nhân duyên nào không xả thọ hành mà nhập bát niết bàn, tuy có khổ bức bách vẫn thọ lâu được ư? Đáp, vì công năng có sai biệt. Vì cớ sao? Có một phần A-la-hán năng xả thọ hành, có một phần không năng xả, có một phần năng tăng thêm thọ hành, có một phần không năng tăng thêm. Hỏi, nếu A-la-hán như trên sở hữu sáu xứ sanh khởi, tức như vậy trụ tương tục bất diệt không có biến đổi, lại có những tánh chuyển y nào khác mà chẳng phải sáu xứ tương tục chuyển? Nếu không có chuyển y khác, nhân duyên nào nên trước sau, hai chủng sở y giống nhau,
Từ nay về sau phiền não chẳng chuyển, chỉ có thánh đạo chuyển ư? Đáp: Các A-la-hán thật có chuyển y, nhưng không thể nói chuyển y đây và sáu xứ kia tánh khác hay không khác. Vì cớ sao? Do chuyển y đây là chỗ hiền chân như thành tịnh, do chủng tánh chân như, chủng từ chân như tập thành, nhưng không thể nói chân như kia và sáu xứ ấy tánh khác hay không khác, nghĩa không thể nói như trước đã biện. Cho nên nếu có người hỏi sở đắc chuyển y và sáu xứ ấy là khác hay không khác, tức hỏi không như lý. Nếu thể của chuyển y đây không có, tức có lỗi lầm như trước đã thuyết. Vì cớ sao? Vì lúc ấy các A-la-hán lẽ phải hành phiền não, không hành chánh đạo, cho nên biết có tánh chuyển y. Thế tôi nhân tánh thể chuyển y đây mật ý thuyết rằng, trong tự tánh biên kế, do hai chủng có chấp và không chấp tập khí, nên thành tạp nhiễm. Thanh tịnh là hữu lậu giới, là vô lậu giới, là chuyển y thanh tịnh, không gì vượt hơn. Như kẻ đổ tẻ vào tôi tớ của kia, dùng dao bén giết bò rồi lóc thịt, gân cốt xương thành từng phân riêng, lại căng da bò dài ra để làm đồ tre. Do đây nên nói hết bò cùng da đây không phải lìa, không phải hợp. Như vậy các A-la-hán đã đắc chuyển y, dùng dao tuệ bén đoạn tất cả các kết phược tùy miên, tùy phiền não chuyển rồi, nên nói cùng ra sau xứ kia không phải lìa, không phải hợp. Lại các bậc quán hành đã chuyển y rồi, tùy nắm giữ các tướng, nhưng so với chỗ nắm giữ xưa có sự sai khác. Tướng nắm giữ đây giống như bên trong tự chứng đắc chân như, không thể dùng lời nói chỉ bảo cho người, tôi đã quán được tướng như vậy, như vậy. Hỏi các A-la-hán an trụ trong hữu dư ý niết bàn giới, đối với vô dư ý niết bàn giới sẽ bát niết bàn trụ những tâm gì? Đáp: Không lại tư duy tất cả tướng, chỉ chân chánh tư duy chân vô tướng giới, luân hồi nhập diệt định, diệt chuyển thức, kể đến xa chỗ nương tựa của thức dị thục. Do không nắm giữ thức dị thục nên các chuyển thức chẳng sanh trở lại, chỉ còn lại chân pháp giới thanh tịnh vô vi lìa cấu. Và trong cõi giới đây bát niết bàn rồi, không sanh trở lại trong số thân trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, khẩn nại lạc, a tố lạc, người. Tóm lại chữ A-la-hán đây không sanh trở lại trong số các loài, chỗ có giả tưởng thi thiết hữu tình trong các mười phương tất cả cõi giới, tất cả thú, tất cả sanh, tất cả sanh loại, tất cả thần được, tất cả loại sanh thổ thắng, tất cả điện. Vì cớ sao? Do trần giới đầy lìa các hí loạn, chỉ người bên trong tự chứng đắc thành tựu trọn vẹn. Hỏi chữ A-la-hán đã bát niết bàn, ở trong hữu dư y niết bàn giới và ở trong vô dư y niết bàn giới có sai khác gì? Đáp: Trụ hữu dư y ở tại số các chúng loài, trụ vô dư y không đạo trong số các chúng loài. Trụ hữu dư y vẫn còn các khổ, trụ vô dư y vĩnh viễn ra lìa các khổ. Trụ hữu dư y chỗ được chuyển y vẫn còn tương ưng với sáu xứ, trụ vô dư y vĩnh viễn không tương ưng. Hỏi: Nếu trong vô dư y niết bàn giới đã bát niết bàn, chỗ được chuyển y vĩnh viễn không tương ưng cùng sáu xứ, vị kia đã không có sở y sáu xứ, sao được gọi là trụ? Đáp: A-la-hán đã được chuyển y chẳng phải sáu xứ làm nhân, nhưng kia chỉ dụng duyên cảnh chân như tu đạo làm nhân, cho nên sáu xứ dù có hay không vẫn không khiến chuyển y thành tánh biến đổi, vốn là diệt mất. Lại giới đây chẳng phải chỗ biến chi, chẳng phải chỗ phá có thể đoạn, nên không thể diệt. Hỏi: Ở trong vô dư y bát niết bàn giới đã bát niết bàn rồi, chỗ được chuyển y nên nói là có hay nói là chẳng phải có? Đáp: Nên nói là có. Hỏi: Nên nói có tướng nào? Đáp: Tướng không hí luận, lại có tướng pháp giới thiện thành tịnh. Hỏi: Nhân duyên nào nên nói là có? Đáp: Ở trong hữu dư y và vô dư y bát niết bàn giới, tánh chuyển y đây đều là pháp vô động. Nếu là pháp vô động mà trước có sau không thì không đúng đạo lý. Lại pháp tánh đây không phải do nhiều duyên sanh, không sanh không diệt. Thế như tánh tịnh của nước, thế như tánh mềm mại của chân kim, thế như tánh hư không đĩa mây sương mù, cho nên chuyển y nói là có. Hỏi: Nên nói là thường hay nói là vô thường? Đáp: Nên nói là thường. Hỏi: Nhân duyên nào nên nói là thường? Đáp: Vì chỗ hiền của chân như thành tịnh, vì không do duyên sanh, vì không sanh không diệt. Hỏi: Nên nói là lạc hay nói là không phải lạc? Đáp: Do thắng nghĩa lạc nên nói là lạc, chẳng do thọ lạc mà gọi là lạc. Vì cớ sao? Bởi đều vượt qua tất cả phiền não và khổ phát sanh vậy. Hỏi: Và trong vô dư y niết bàn giới, người đã bát niết bàn có ít phần ý thú khác biệt không? Đáp: Tất cả không có. Vì cớ sao? Trong giới đây chẳng thể ăn lập phẩm hạ trung thượng khả đắc,
Chẳng thể thi thiết cao thấp hơn kém, đây là Như Lai, đây là thành phần. Hỏi, nhân duyên nào không có sự sai khác? Vì cớ sao các thành phần có chướng sót thừa? Ở trong vô dư y niết bàn giới mà bát niết bàn, Phật vĩnh viễn không còn tất cả chướng. Đáp, trụ trong hữu dư y niết bàn giới có thể an lập có chướng, không chướng khả đắc. Trụ trong vô dư y niết bàn giới rốt ráo không chướng, không thể an lập có chướng, không chướng sai biệt. Vì cớ sao? Vì trong giới đây tất cả các tướng và các thô trọng đều vĩnh viễn đoạn dứt, đều vĩnh viễn diệt tận. Vì cớ sao? Khi các A-la-hán trụ hữu dư y niết bàn giới, tất cả các tướng chẳng phải vĩnh viễn diệt, dị thục thô trọng cũng chẳng phải vĩnh viễn diệt. Cho nên nói kia có phiền não tập khí, tức quán đãi tướng kia và thô trọng của kia mà an lập có chướng. Khi trụ vô dư y niết bàn giới, tất cả phiền não tập khí kia vĩnh viễn không có, cho nên nên biết ở trong giới đây không an lập có chướng, không chướng sai biệt. Hỏi, nếu trong giới đây vĩnh viễn không có chướng, như trừ Như Lai, liền tất cả chướng, A-la-hán cũng lại như vậy. Nhân duyên nào mà A-la-hán không đồng làm các Phật sự như trừ Như Lai? Đã bởi các A-la-hán thiếu sự tu tập bổn hoàng nguyện, lại do chủng loại chủng tánh của kia, nên A-la-hán quyết định bát niết bàn mà không khởi ý lạc trở lại, cho nên không thể làm Phật sự. Hỏi, ở trong vô dư y niết bàn giới bát niết bàn sở hữu vô lậu giới đây, và các sắc nên nói là có khác hay nên nói là không khác? Đã nên nói chẳng phải có khác cũng chẳng phải không khác, như cùng các sắc thì cùng các thọ, cùng tất cả hành, cùng tất cả giới, cùng tất cả đường cũng là như vậy. Hỏi, ở trong vô dư y niết bàn giới bát niết bàn và nơi các pháp như sắc nên nói là được tự tại hay nói không được tự tại? Đã nên nói là được tự tại. Hỏi, chỗ được tự tại đây nên nói là năng hiện tại tiền hay nói là không năng hiện tại tiền? Đáp, một phần năng hiện tại tiền, một phần chẳng năng hiện tại tiền. Đó là trừ Như Lai ở trong vô dư y niết bàn giới đã bát niết bàn rồi, năng hiện tại tiền, còn lại chẳng năng hiện tại tiền. Hỏi, nếu trong giới đây là các hí luận do nhân duyên đây không thuộc trong số các loài, sao gọi là lại năng khởi hiện tại tiền? Đáp, do trước phát khởi chánh hoàng nguyện, lại do tu tập đạo thế được giống như kia, thế như có người đang nhập diệt tận định, tuy không phải nghĩ ta đang ở diệt định sẽ trở lại xuất hoặc xuất trụ, xuất rồi trụ, nhưng do lực gia hạnh từ trước nên từ định mà xuất, đường có tâm hành mà phát khởi du hành, nên biết trong đây đạo lý cũng vậy. Hỏi, thành phần hồi hướng bồ đề là trụ trong vô dư y niết bàn giới hay là trụ trong hữu dư y niết bàn giới mà năng phát khởi hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề? Đáp, chỉ trụ trong hữu dư y niết bàn giới, việc đây mới có thể xảy ra. Vì cớ sao? Bởi trong vô dư y niết bàn giới ra lìa tất cả phát khởi sự nghiệp, tất cả dụng công thảy đều dừng dứt. Hỏi, nếu chỉ trụ trong hữu dư y niết bàn giới mới nào phát khởi hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, sao nói là chỉ do một lần sanh để năng chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề? Vì cớ sao? A la hán một lần sanh lại hãy còn không có, hà huống có nhiều đời sanh tương tục? Đáp, do vị kia cần phải tăng các thọ hành mới năng thành tựu trọn vẹn việc đây. Thế Tôn phần nhiều nương thành tịnh hồi hướng bồ đề mà mật ý thuyết rằng, thiện nam tử, nếu không có người khéo tu tập bốn thần túc rồi, năng trụ một kiếp hoặc hơn một kiếp. Trong đây, hơn một kiếp ý nói quá một kiếp. Vị kia tuy tăng thêm thọ hành như vậy, năng phát khởi hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng sự tu hành cực thành trì trệ. Bởi vui niết bàn đi không như sơ phát tâm của Bồ Tát, vị kia lúc tăng hành thọ rồi, điều thần có căn tạo làm hóa thân khác đồng pháp trước phương tiện thị hiện ở vô dư y niết bàn giới mà bát niết bàn do nhân duyên đầy, mọi người đều khỏi nghĩ. Tôn giả cao giải như thế ở nơi vô dư y niết bàn giới đã bát niết bàn, vị kia dụng chỗ điều thần có căn thật ở trong cõi châu thiệm bộ đầy để theo sở thích mà an trụ hay du hí, tất cả chư thiên hãy còn chẳng thể thấy, hà huống chúng sanh mà có thể thấy được. Vì vị kia nhiều lạc trú niết bàn, lại du hành khắp các thế giới thân cận cúng dường chư Phật Bồ Tát, cùng ở trong các thánh đạo tu tập tư lương Bồ Đà, nếu lúc phóng dật được chư Phật Bồ Tát luôn luôn giáo hóa khiến giác ngộ, vị kia được giác ngộ rồi, an trụ nơi tu hành không còn phóng dật. Hỏi, nếu A La Hán hồi hướng Bồ Đà liền năng chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nhân duyên nào tất cả A La Hán chẳng đều hồi hướng vô thượng bồ đề? Đáp, do chủng tánh kia có sự sai biệt. Vì cớ sao? Hiện thấy chủng tánh các a la hán có nhiều sai biệt, đó là hoặc thấy có các a la hán câu phần giải thoát,
hoặc lại thấy chỉ có A-la-hán tuệ giải thoát ở vô dư ý niết bàn giới ma bát niết bàn. Cho nên nên biết do trường tánh của kia có sự sai biệt, nên chẳng phải tất cả A-la-hán đều năng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, thành phần hồi hướng Bồ Đề hoặc ở địa vị học tức năng xả bỏ nguyện thành phần, hoặc ở địa vị vô học mới năng xả bỏ, do căn tánh của kia có sai biệt, chỗ chờ đợi gặp gỡ các duyên cũng có sai biệt. Như thành phần hồi hướng Bồ Đề do gặp duyên đến cưỡi xe vô thượng thừa mà bát niết bàn. Giả sử có Bồ Tát bị Như Lai và chư Bồ Tát khác xả bỏ, nhưng duyên xả bỏ đây nếu gặp duyên mới phù thích thừa hạ liệt, bèn cưỡi xe hạ thừa mà bát niết bàn, nhưng không được chư Phật Bồ Tát dùng thọ. Như vậy trong đây, việc giả sử chư Bồ Tát có phóng dật và bị xả bỏ quyết định không xảy ra. Lại nữa, thành phần hồi hướng Bồ Đề nếu theo đó chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lúc ấy tức đồng Như Lai ở vô dư ý niết bàn giới mà bát niết bàn. Hỏi: từ xưa đến nay thành phần hồi hướng Bồ Đề nên nói là chủng tánh thành phần hay nói là chủng tánh Bồ Tát? Đáp: nên nói thuộc chủng tánh bất định, thế như ăn đập tụ các loại hữu tình bất định trong tụ pháp tánh bát niết bàn, nên biết đây là chủng tánh bất định. Lại nữa, lúc vị kia trụ ở xứ để chuyển, không sợ chết cũng không sợ lão bệnh, Như Lai cũng vậy. Lúc vị kia cùng các bậc khác ở trong vô dư ý niết bàn giới bát niết bàn, ở mười phương giới hiện làm vô số việc lợi ích tất cả hữu tình, nên biết rốt ráo chẳng kẻ nghĩ bàn. Như trong Tạng Ma Địa Thủ Lăng Già Ma thuyết, dụ như thầy huyễn, hoặc dụ thường chủ, hoặc dụ thuyền trưởng, nên biết trong đây đạo lý cũng vậy. Đây gọi là vô cùng bí mật của Như Lai. Ở đây cũng có vô số mật ý sai biệt khác, như mật ý Như Lai về thắng giải hành địa. Đó là khi Bồ Tát tu hành phẩm hạ nhẫn chuyển, theo đó thắng giải sai biệt chuyển chuyển. Từ đây chuyển chuyển thắng tiến nhập tăng thượng ý lạc địa, cho đến địa thứ 9. Các địa càng về sau, thắng giải thanh tịnh càng chuyển chuyển tăng trưởng. Trong địa thứ 10, thắng giải đầy đã đạt đến địa thanh tịnh cùng tột. Ở trong đây, chư Bồ Tát về chân chánh tùy chuyển các bí mật của chư Như Lai. Nên biết bí mật của chư Như Lai như vậy không thể nghĩ bàn, không thể so lường, vượt quá tất cả cảnh giới so lường. Hỏi: ở nơi pháp quyết trạch nghĩa chung thế nào? Đáp: do phẩm loại sai khác mà kiến lập các pháp, nơi kia giải thích khó, phân biệt một hành thải. Như vậy nên biết đó là nghĩa chung. Trong địa đầy văn quyết trạch còn lại không hiển nói thêm, nên biết trong mỗi mỗi địa kia đều có vô lượng quyết trạch sai biệt. Ta nay chỉ lược khai thị ít phần, do phương hướng đây, do sở học đây, do dạy dẫn đây, những người có trí theo đó nên tư duy các loại còn lại.